quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao ngày 1 tháng 7 và sau đây sẽ là những nội dung chính. Đánh bại Ba Lan trên lò sút luân lưu, Bồ Đào Nha giành quyền vào bán kết Euro 2016. Ibrahimovic gia nhập Manchester United. Nhiều bất ngờ xảy ra ở vòng 2 giải quần vợt Wimbledon. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những diễn biến đến từ vòng tứ kết của Euro 2016. Trận đấu sớm nhất của vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Ba Lan. Và sự kịch tính của trận đấu này được duy trì đến phút cuối cùng khi mà cả hai đội cần đến những lò sút luân lưu để phân định đâu là người chiến thắng. Ba Lan nhập cuộc với quyết tâm cao và vươn lên dẫn trước ngay trong pha lên bóng đầu tiên nhờ cú dứt điểm của Lewandowski. Bị thủng lưới, Bồ Đào Nha dồn đội hình lên đáp trả và tiền vệ 18 tuổi Renato Sanchez đã tỏa sáng với bàn gỡ hòa một đều cho đoàn quân huấn luyện viên Fernando Santos ở phút thứ 33. Sau bàn gỡ, đội bóng bán đảo Iberia tiếp tục chơi tốt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Ba Lan. Tuy nhiên trong buổi tối thi đấu vô duyên, Ronaldo đã gây thất vọng khi liên tục bỏ lỡ các cơ hội. Hòa một đều sau 120 phút, hai đội dắt tay nhau vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Và loạt đấu súng may rủi, bên cạnh việc cả năm cầu thủ Bồ Đào Nha đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thì thủ môn Rui Patricio còn gây ấn tượng với pha bay người đẩy cú sút của Blaszczykowski ở lượt đá thứ tư giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 5-3 và đoạt vé đầu tiên vào bán kết. Vào đêm nay thì trận tứ kết thứ hai diễn ra giữa đội tuyển Bỉ và Sweden. Và lúc này thì cả hai đội đều có phong độ rất cao. Trong khi ở vòng 1-8 đội tuyển Bỉ đã đè bẹp Hungary với tỷ số 4-0, thì đội tuyển Sweden đã giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ireland. Vì vậy đây là một trận đấu hết sức hấp dẫn. Một thông tin không vui đã đến với đội tuyển Bỉ khi nhiều khả năng họ sẽ không có được sự vụ của trung vệ Jan Vertonghen do cầu thủ này dính chấn thương trong buổi tập vào chiều qua. Nếu Vertonghen không thể ra sân thì đây sẽ là tổn thất khá lớn với Bỉ cho trận đấu vào đêm nay. Tuy nhiên, ông Mark Wilmots lại đón một tin vui khi tiền vệ đội trưởng Eden Hazard đã tập luyện trở lại và sẵn sàng thi đấu. Trước đó, ngôi sao này đã gặp chấn thương đùi và nghỉ tập 2 hôm. Phát biểu trong cuộc báo trước trận, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ cho biết: "Chúng tôi đã gặp xứ Wales cách đây không lâu tại vòng loại Euro và bị họ đánh bại với tỷ số 1-0. Điều này cho thấy xứ Wales là một bóng chất lượng và được tổ chức tốt. Tuy nhiên, kết quả của cuộc chạm trán đó sẽ không mang nhiều ý nghĩa vì sắp tới là trận tứ kết, một trận đấu vô cùng quan trọng và các cầu thủ của tôi ý thức được điều đó và sẽ thi đấu bằng hết khả năng của mình." Sở dĩ huấn luyện viên Mark Wilmots cùng các học trò thể hiện quyết tâm trên vì nếu vượt qua xứ Wales thì họ sẽ có lần đầu tiên lọt vào bán kết của một kỳ Euro kể từ năm 1980. Bên kia chiến tuyến, sự tự tin cũng là điều mà đoàn quân của huấn luyện viên Chris Coman đang có. Đã 58 năm trôi qua, xứ Wales chưa từng vào tứ kết của bất cứ giải đấu lớn nào. Chính vì thế họ rất khát khao lọt vào vòng đấu của 4 đội mạnh nhất giải. Và để làm được điều này, xứ Wales cần vượt qua đội bóng xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA là đội tuyển Bỉ. Đội tuyển Bỉ thực sự đã để lại ấn tượng tại Euro lần này. Họ chơi tốc độ, tấn công nhanh với nhiều phương án khác nhau. Nhưng chúng tôi có cách chơi của chúng tôi và không hề e ngại đối thủ. Đã vào đến vòng đấu này, mọi chuyện đều rất khó khăn. Vì thế, điều duy nhất các cầu thủ cần làm là tập trung thi đấu. Xứ Wales rõ ràng không ngây ngô như Hungary, nên sẽ không dễ được đội tuyển Bỉ có thể áp đặt lối chơi và có được chiến thắng. Hơn nữa, họ còn có trong tay ngôi sao đang thi đấu thăng hoa là Gareth Bale. Màn đối đầu giữa Bale và Eden Hazard có thể sẽ là yếu tố quyết định đến đội thắng trong cặp tứ kết diễn ra vào lúc 2 giờ đêm nay tại sân vận động Lille. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi trở về nước sau thất bại ở Euro 2016 khi bị loại ở vòng 1-8, thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha là Vicente Del Bosque đã quyết định từ chức. Và đây là quyết định được ông chia sẻ là đã dự tính từ trước. Và sự ra đi của chiến lược gia 65 tuổi này cũng là điều tất yếu khi mà ông cùng các học trò của mình đã không thi đấu thành công trong hai giải gần nhất. Chính thức nắm quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vào năm 2008, ngay trong giải đấu lớn đầu tiên, ông Vicente Del Bosque đã giúp La Roja giành chức vô địch Euro. Tiếp sau đó là lên ngôi tại World Cup 2010 và Euro 2012. Vinh quang mà Del Bosque mang về cho bóng đá Tây Ban Nha là điều không thể chối cãi, nên việc ông chia tay đội tuyển đã để lại nhiều tiếc nuối. Dưới thời chiến lược gia 65 tuổi, La Roja thi đấu 114 trận, thắng 87, hòa 10 và để thua 17 trận, đạt tỷ lệ thắng tới 76,3%. Theo những đồn đoán, thì huấn luyện viên Rafa Benitez và Joaquin Caparrós là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế mà Del Bosque để lại.
Cũng ở tình cảnh tương tự là huấn luyện viên Leonid Slutsky của đội tuyển quốc gia Nga. Sau khi không thể giúp đội tuyển Nga vượt qua vòng bảng Euro 2016, ông Slutsky đã quyết định từ chức và được Liên đoàn bóng đá Nga chấp thuận. Trước đó vào tháng 7 năm 2015, ông Slutsky lên thay Fabio Capello sau khi chiến lược gia người Italia bị chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian dẫn dắt đội bóng xứ Bạch Dương, cựu thuyền trưởng của câu lạc bộ CSKA Moscow không để lại ấn tượng nhiều. Được biết, huấn luyện viên Gudisding sẽ là người được chỉ định lên ngồi vào ghế nóng. Vẫn là những thông tin liên quan tới chiếc ghế huấn luyện viên trưởng như là tại câu lạc bộ. Sau khi chia tay huấn luyện viên Ronald Koeman, câu lạc bộ Southampton đã tìm được người thay thế và đó là chiến lược gia người Hà Lan Claudio Puel. Nhà cầm quân 54 tuổi sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội chủ sân Saint Mary. Trước khi đến với Southampton, Puel từng có quãng thời gian thành công khi dẫn dắt AS Monaco vô địch Ligue 1 mùa 1999-2000 và sau đó là giúp Olympique Lyon và tới bán kết Champions League mùa 2009-2010. Môi trường Premier League sẽ là thử thách khó với ông Puel vì trước mắt nhà cầm quân này sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi một loạt trụ cột của Southampton ra đi trước khi mùa giải mới khởi tranh. Chuyển sang những thông tin khác, trong những ngày qua khi mà các thương vụ bom tấn liên tục được nổ trên các thị trường chuyển nhượng, thì việc mà Manchester United có chiêu mộ thành công tiền đạo Ibrahimovic hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Tuy nhiên vào ngày hôm qua thì có vẻ như câu hỏi đấy đã có lời giải đáp khi mà đích thân tiền đạo của Thụy Điển đã xác nhận gia nhập Manchester United. Trên trang cá nhân của mình, Zlatan Ibrahimovic chia sẻ một thông tin vô cùng quan trọng. Anh viết, đây là thời điểm thích hợp để thông báo cho cả thế giới biết bến đỗ tiếp theo của tôi sẽ là Manchester United. Với dòng chia sẻ trên, có thể khẳng định từ mùa giải tới Quỷ Đỏ sẽ có được sự vụ của ngôi sao 34 tuổi. Được biết trong ít ngày tới, Ibrahimovic sẽ bay tới Anh để kiểm tra sức khỏe trước khi ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với mức lương rơi vào khoảng 220.000 bảng một tuần. Số áo dự kiến mà chân sút người Thụy Điển sẽ mặc tại Old Trafford là số 9, số áo trước đây thuộc về Anthony Martial. Trước khi gia nhập Man United, Zlatan Ibrahimovic đã thi đấu tổng cộng 677 trận cho nhiều câu lạc bộ nổi tiếng trên thế giới và ghi được 392 bàn thắng. Vẫn là những tin tức liên quan tới câu lạc bộ Manchester United, đội bóng này đã quyết định chia tay tiền đạo trẻ Ashley Fletcher. Cầu thủ 20 tuổi sẽ chuyển tới West Ham theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết đồng với đội chủ sân Old Trafford. Với việc có được Fletcher, huấn luyện viên Slaven Bilic đã có tân binh thứ 5 trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay sau Sofiane Feghouri, Tony Martinez, Havard Neuves và Domikos Quina. Ở một diễn biến khác, theo những thông tin mới nhất, tiền đạo Jerome Sinclair của Liverpool đã đồng ý gia nhập Watford theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Trước đó, The Cop đã từ chối lời đề nghị 1,5 triệu bảng cho Jerome Sinclair trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và chỉ nhận 250.000 bảng phí bồi thường đào tạo từ Watford trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Trong khi đó, câu lạc bộ Bournemouth đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo người Pháp Lee Moses từ Le Havre. Lee Moses hiện là thành viên đội U21 nước Pháp. Được biết, Bournemouth đã phải bỏ ra khoảng 5,4 triệu bảng để có được chân sút người 20 tuổi. Được biết, Bournemouth đã phải bỏ ra 5,4 triệu bảng để có được sự vụ của cầu thủ 20 tuổi này. Mùa giải vừa qua, Lee Moses gây ấn tượng mạnh khi ghi được 14 bàn trên 29 trận tại giải hạng 2 nước Pháp trong màu áo Le Havre. Vẫn tại nước Anh, câu lạc bộ Crystal Palace đã đồng ý để tiền đạo Wayne Gailey đến Newcastle với giá 9 triệu bảng. Gailey là tay săn bàn hàng đầu của Palace trong những mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, với việc Newcastle giáo giết và quyết chi số tiền không nhỏ cho thương vụ trên, khiến Crystal Palace đã chịu nhả người. Cầu thủ 25 tuổi sẽ đến Newcastle kiểm tra y tế trong tuần này. Và đây là bản hợp đồng thứ hai của huấn luyện viên Rafa Benitez sau trường hợp thủ thành Mas chuyển tới từ Gen. Chuyển sang những diễn biến mới nhất ở vòng 2 giải quần vợt Wimbledon, bên cạnh những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch vẫn vững vàng bước tiếp, thì đã có những bất ngờ xảy ra khi mà một số tay vợt hạt giống của giải đã gục ngã trước đối thủ dưới cơ. Sau trận thắng dễ trước Brady ở màn ra quân, Andy Murray bước vào vòng 2 gặp đối thủ đến từ Đài Loan, Lui Yen Sun. Sự chênh lệch về đẳng cấp đã được tay vợt số 2 thế giới khai thác triệt để, qua đó tiến đến chiến thắng trong vánh 3-0 sau 1 giờ 42 phút thi đấu. Tương tự, hạt giống số 5 Kenny Siguri cũng giành vé đi tiếp khi chỉ phải gặp Julian Benneto, tay vợt xếp hạng 547 thế giới. Chỉ khác đôi chút là đại diện đến từ Nhật Bản phải cần đến 4 set cùng chiến thắng ngược dòng 4-6, 6-4, 6-4 và 6-2 mới có thể ghi danh vào vòng sau. Chung niềm vui đi tiếp còn có hạt giống số 6 Milos Raonic. Vượt qua Andras Seppi, tay vợt người Canada sẽ gặp Jack Sock ở vòng 3. Cũng tại vòng 2, hạt giống số 9 Marin Cilic đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước Sergei Stakhovsky.
Màn so vợt kéo dài gần 3 giờ đồng hồ với chiến thắng chung cuộc 3-1 đã thuộc về tay vợt được đánh giá cao hơn đến từ Croatia. Giống như Cilic, hạt giống số 19 Bernard Tomic đã bị cuốn vào màn marathon thể lực với Radu Albot trong 4 set đấu căng thẳng. Dù giành thắng lợi chung cuộc 3-1, nhưng tay vợt người Australia cũng đã phải trải qua những khoảnh khắc đầy khó khăn khi 2 trên tổng số 4 set bị kéo đến loạt tie break. Bất ngờ xảy ra trong màn so tài giữa David Ferrer và Nicolas Mahut. Dù được xếp hạng hạt giống số 13, nhưng Ferrer đã thi đấu dưới sức, qua đó nhận trận thua toàn diện cho đàn em kém anh đến 37 bậc trên bảng xếp hạng ATP. Cũng ngậm ngùi rời giải sớm, dù được đánh giá cao là Gilles Simon. Hạt giống số 16 người Pháp đã bị đánh bại bởi tay vợt có phong độ thất thường trong thời gian qua là tiểu Ferrer Grigor Dimitrov với các tỷ số 3-6, 6-7, 6-4 và 4-6. Trong khi đó, cơn địa chấn đã thực sự xảy ra khi hạt giống số 8 Dominic Thiem đã bất ngờ gác vợt trước Jerry Vesely. Trận đấu được gói gọn trong 3 set nhưng đã kéo dài gần 3 giờ đồng hồ và tất cả các set đều phải phân định một loạt tie break. Một hạt giống khác cũng sớm phải chấm dứt hành trình của mình là Viktor Troicki. Trong trận đấu kéo dài đến 5 set với Albert Ramos Vinolas, tay vợt người Serbia đã để thua ở các set 2, 3 và 5, sau đó ngậm ngùi nhìn suốt đi tiếp vào vòng 3 rơi vào tay đối thủ. Ở những trận đấu khác, hạt giống số 7 Richard Gasquet đã có vé đi tiếp khi giải mã thành công chướng ngại vật mang tên Marcel Granollers. Ở chiều hướng ngược lại, niềm vui đã không đến với hạt giống số 30 Dolgopolov sau khi anh nhận thất bại trước tay vợt vô danh Daniel Evans. Tiếp tục với những diễn biến tại nội dung của nữ giải quần vợt Wimbledon, vào ngày hôm qua và rạng sáng nay thì các trận đấu ở vòng 2 đã diễn ra và vòng đấu này bất ngờ đã xảy ra khi mà một vài hạt giống đã phải nói lời chia tay sớm với giải đấu. Hạt giống số 2 Garbine Muguruza bước vào vòng 2 giải quần vợt Wimbledon chạm trán đối thủ xếp hạng 124 thế giới là Jana Sablova. Tưởng rằng như đây sẽ là một trận đấu dễ dàng với tay vợt người Tây Ban Nha, tuy nhiên thế trận đã diễn ra hoàn toàn ngược lại và đầy bất ngờ khi Sablova thắng dễ với tỷ số 6-3 và 6-2 để ghi tên mình vào vòng 3. Tương tự, hạt giống số 7 Belinda Bencic cũng đã sớm phải nói lời chia tay với giải đấu. Ở một trận đấu khác, hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska đã gặp phải đôi chút khó khăn tại vòng 2 trước tay vợt Anna Konjun. Trải qua trận đấu 3 set với các tỷ số là 6-2, 4-6 và 9-7, tay vợt người Ba Lan Radwanska mới có thể giành cuộc đi tiếp. Cũng phải trải qua một trận đấu 3 set mới có được tấm vé đi tiếp là Madison Keys. Đánh bại Kristen Flipken với các tỷ số là 6-4, 4-6 và 6-3, Madison Keys sẽ gặp Alize Konec tại vòng 3. Hạt giống số 5 Simona Halep đã có được một trận đấu dễ dàng tại vòng 2 khi cô đánh bại Francesca Chiavone sau 2 set chóng vánh, cuối cùng tỷ số là 6-1. Chung niềm vui với những tay vợt ở trên còn có Venus William. Ở trận đấu của mình, cô chị nhà William đã vượt qua Maria Sakkari sau 3 set để hẹn gặp Daria Kastakina tại vòng 3. Trong khi đó, hạt giống 16 Roberta Vinci cũng đã dễ dàng có được tấm vé đi tiếp khi cô đánh bại tay vợt người Trung Quốc Jin Jin Duan sau 2 set với các tỷ số là 6-3 và 7-5. Tương tự như Vinci, Dominika Sibukova chỉ phải trải qua 1 giờ 17 phút thi đấu để đánh bại Gavrilova. Tại vòng 3, đối thủ của Sibukova sẽ là tay vợt người Canada Eugenie Bochak. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.